Rồi anh Chí, em cho khán giả biết địa chỉ cho hôm nay mình giao lưu khoảng bao nhiêu các bạn anh Chí? Chào tất cả bà con gần xa đã ủng hộ những clip vừa qua đã thành công. Hôm nay em về ba cái càng mới về, mong anh em xem và ủng hộ anh Chí nha. Hai cây mai vàng, một cây tứ quý khủng anh em. Dạ. Hôm nay cây bếp không anh? Bếp rồi, giá như hợp lệ anh em cho anh em ăn. Rồi ok anh ơi. Rồi hôm nay thì anh Chí đem về được ba cây mai nha anh em, ba mai tàng nha, hàng vip không anh em. Qua video cũng xin cảm ơn tất cả những anh em ủng hộ anh Chí trong những lô cây vừa rồi, anh đã chốt thành công. Hôm nay cây vip nha, anh em xem tham khảo rồi nhanh tay liên hệ anh Chí để mình sở hữu. Đầu tiên mã số 1. Số 1 này chiều cao khoảng nhiêu anh Chí? Rồi 3 mét còn tán ngang anh. Rồi tán ngang 2 mét rưỡi. Lá nó to mà nó dài anh. Bản luôn nha. Chưa thấy mặt bông. Rồi mặt bên đây cho anh em xem bộ tàn đó. Tàn thiên nhiên nha. Cái này vẫn có xúc lá không anh? Cái này khỏi xúc lá, cây này nằm bồn. Bứng không có cắt rễ chứ. Cây này nằm bồn. Bồn ta trồng 20 năm rồi đó. Đế này chưa có làm gì luôn hả anh Chí? Chưa. Bứng nó nằm trong bồn, người bứng về mới về tới. Dạ. Yeah. Này nữa em điệp dây là sao á? Quá tay nồi đế anh em ơi. Đế hai ba lớp luôn nha. Nó cứ ngắt như thì đứt hết cái bầu luôn. À, cái tàn này về mình chỉnh sửa lại anh em. Tại thiên nhiên nó hơi bụi bộn xíu nha. Về cắt gọt canh tàn này cho nó tròn nó chơi. Bộ đế vip. Rồi mình đo thông số luôn chứ ơi. Cái này đi tưởng là xù nhẹ. Nách. Này là 59. Chứng rồi, chuẩn 59. Cho người nó sáu mấy nè. Nhỏ nhất 59. Rồi, nhỏ nhất là 59. Bộ đế đặt nó khoảng 250. Rồi, nồi đế đặt là 2 mét rưỡi nha. Này về nó ở trong nó còn lót, nói chung là cứng hết trơn. Đế trồng đế nha anh em. Này sổ nôm nó 36 nha anh em. Rồi, sổ nôm 36. Cây đang có dấu hiệu lên xù nha anh em. Đường kính bầu này cây này nó 1m1. Rồi, 1m1. Rồi số 1 này mình chốt giá nhiêu anh Chí? Rồi cái số 1 này bao xếp 200 cái mấy là 79 triệu. Rồi, 79 triệu nha anh em. Cây này từng bột anh em. Trồng cái bột ông lão chồng chơi là 20 năm anh. Rồi, 79 triệu bao xếp 200 km. Rồi tiếp theo anh em ơi. Mã số 2, một cây mai siêu tàn anh em. Tàn khủng nha. Thốt thân cao. Tán dù anh em. Đây. Bộ tàn xúc sắc luôn. Cái này anh báo là leo trèo bình thường nha anh em. Này anh cũng mới đem về luôn, hàng nóng luôn. Giao lưu với anh em. Bộ tàn này anh có bấm sơ sơ, đem giống sơ nha, cho tròn bộ tàn nha. Ở đây do vị trí ảnh không được rộng hùng nên để nó hơi chật, cái này để ngoài nó quay đẹp lắm nè, to lắm nha. Hàng khủng. Phơm tàn dù. Cái này bông nó là sao anh Chí? Cái này anh có thấy mặt bông đó. Rồi. Năm đấy chắc là làm cái mặt bông mới báo. Ở trên bấm tỉa tàn làm như cái nón vậy nè. Tán dù nha. Siêu tàn. Rồi nhẹ nhẹ lại cho anh em xem cái thân đó. Thân xoắn nha. Cốt cành ghê quá. Cốt chủ phía này ha anh đi. Chủ trên. Dạ. Thẳng lên luôn. Đây nè. Cái này tuổi đời nó sao anh? Cái này tuổi đời, cái này nó tuổi nhà nó hai mấy năm rồi. Dạ. Yeah. Cây đó. Cái này chiều cao nó khoảng nhiêu anh Chí? Chiều cao cây này nó khoảng 4 mét rồi. Rồi. Khoảng 5 mét. Rồi, chiều cao 4 mét, tán ngang 5 mét.
bộ tàng bao phê luôn em. Rồi vô cho anh em xem cái đồ đế đó nha. Đây. Wow. Hàng khủng cho anh em sưu tầm. Cái này quá trình vận chuyển cái nó cắn cái nó hơi đứt nha nè. Đây. Sao nha? Mới đứt. Lỗi nhẹ vậy anh. Còn cái lỗi này thì nó sam đá hết rồi. À. Nó kéo da, nói chung là kéo da sam đá. Cái này hồi xưa là hai nhánh. À. Chủ nhà làm bị tét nhánh đó. Còn không có keo á, cái nó giờ nó cứng bình thường anh. Đế bung đều hết nha. Còn đâu lấy chất lượng không? Đế. Cây tàn nguyên zin nha nè, không có chỉnh sửa hết nha. Hàng thiên nhiên. Chân cành nữa, nó gần gút lắm nè. Mấy cái tai chi nó ra nè. Chán chán luôn. Này chắc anh em nào thiện chí mình đến trực tiếp chỗ cái khu vườn của anh Chí đi. Để mình xem cây cho nó rõ hơn nè. Chi cành trước đi. Rồi 31. Chi cành này 37. Rồi 37. Nói chung là nó lớn lớn thôi. Dạ. Yeah. Đây mặt tàng phía này cho anh em xem. Cây này cái phơm tàng nó hơi lớn anh em ơi. Quay hơi lâu xíu nha. Cho anh em anh em nào xem đó thì thiện chí làm chốt qua điện thoại với anh Chí luôn. Cây trong video sao là ở ngoài vậy nha anh em. Rồi đâm đó thử thông số khoảng như anh Chí. Rồi 80. Rồi 99. Này kêu bằng bể đế anh em. Tốt chỉ cần đấy. Này bằng 56. Rồi 56. Cố đặt 150. Rồi cố đặt 1,5 m. Đế đặt nha anh em. Thoát thân nó 54. Rồi thoát thân lên 54 nha, bắt đầu xây tạng. Bầu đó, 1m2 nha. Rồi bầu anh bứng 1m2. Cái này xong video chắc xuống lá anh Chí. Rồi do tàn lớn quá nha anh em, xong video xuống lá nha. Rồi mình cho anh em cái mức giá để sở hữu này luôn anh Chí ơi. Rồi 150 triệu nha anh em. Bao xếp 200 km nha. Rồi tiếp theo mã số 3, một cây tứ quý nha anh em. Wow, cây này cái tàn nó làm như trái banh vậy anh em. Tròn hết trơn luôn nha. Dạ. Rồi, cái chiều cao cái tứ quý này là khoảng nhiêu anh Chí? Chiều cao này khoảng 4m à. Rồi 4m. Còn khoảng 4m. Rồi tán ngang 4m. Đây. Bộ tàn tròn quay luôn nè. Bốn mặt hết nha. Tròn luôn á, tròn như chiếc banh luôn nha. Dạ. Thốt thẳng cao nha. Nè. Tàn bao đẹp luôn. Thốt thân khoảng nhiêu anh? Thốt thân 1,5 m ra chi cành. Rồi, 1,5 m nha, bắt đầu nó xây tàn đó. Xây tàn, đúng là cam vu luôn á. Rồi đế đây nè. Đế này nó cứng ngắc luôn. Nhất là nào. Xưa nó nằm hủ cái chỗ nhà đập hủ ra nó chảy luôn. Cái liền luôn nè. Cái này hàng cổ á. Hàng cổ lắm nè. Rồi. Đế ngon lành anh em ơi. Đầy đủ hết, không có thiếu mặt nào hết. Xưa trong cái hủ à. Đập ra nha nè. Một cốt đi lên khoảng 3-4 tấc đó. Rồi nó xây tàn nha. Cho anh em xem lại từ xa cái bảo tàng lên nữa. Tàn phê lắm nha. Đây. Rồi mình đo thông số anh Chí ơi. Số này 78.
Rồi, 78. 77 thôi. 77. Rồi, ok anh ơi. Thì cây này nở lên trên này cũng 74 rồi. Rồi, 74. Để đặt nha. Để đặt rồi. Rồi 115. Mét rồi, đường kính bầu 1m1. Rồi anh chốt giá nhiêu anh? Cái này 120 triệu, bao xếp 200 km. Rồi 120 triệu, bao xếp 200 km nha. Rồi.